Khánh, chúng tôi xin bắt đầu cái phiên số 7 của hội nghị ở đây. Đồng chủ tịch với tôi là Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Kim Trang, bộ môn nội khoa y đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có tất cả là 5 báo cáo, và chúng tôi để tranh thủ thời gian, chúng tôi xin gọi là trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Tôn Thất Minh, giám đốc bệnh viện Tim Tâm Đức sẽ báo cáo bài đầu tiên, đề tài là điều trị đái tháo đường, bảo vệ tim mạch hay chỉ là kiểm soát đường huyết. Xin mời thầy Minh ạ. Dạ, kính thưa thầy, giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Phước, thưa chủ tịch đoàn và thưa các đồng nghiệp, vị thầy cô. Thì hôm nay tôi xin được trình bày cái đề tài là điều trị tiền đái tháo đường, bảo vệ tim mạch hay chỉ là kiểm soát đường huyết. Thì nhìn vào danh sách báo cáo viên thì toàn những chuyên gia về tim mạch thôi, cho nên tôi không dám múa rìu qua mắt thợ và cũng dám làm bàn vào nhiều vào cái vấn đề tiểu đường. Tôi muốn nói với những ý kiến về tiền đái tháo đường nó gây nên tác hại trên tim mạch như thế nào. Cái nội dung trình bày là gồm một cái năng chính của tiền đái tháo đường là gì và điều trị tiền đái thường có giúp bảo vệ được cái tim mạch hay không. Thì cái năng chính của tiền đái tháo đường là cái gì? Nhìn lại cái quá trình từ định nghĩa cho đến cái vấn đề mà chấp nhận cái khái niệm này thì chúng ta thấy đến 2001 đó thì AD đã gọi cái tình trạng đường huyết cao là tiền đái tháo đường. Sau đó thì được khuyến cáo vào năm 2003 vào cái của ADA, và đến 2007 thì ADA đã bắt đầu khuyến cáo dùng metformin để điều trị một số nhóm trên bệnh nhân tiền đái tháo đường, và 2013 thì ADA bắt đầu đề nghị các cái thuốc mà đái tháo đường khác để điều trị tiền đái tháo đường, và 2019 thì ADA cho rằng chúng ta có thể dùng các cái thuốc giảm cân để mà cân nhắc cho vấn điều trị. Nếu chúng ta nhìn vào cái đường biểu đồ ở phía trên màu vàng đó thì chúng ta thấy từ năm 2004 thì cái số triệu người mắc tiền đái tháo đường không nhiều lắm, nhưng mà sau đó nó chuyển biến rất là nhanh, từ đến 2001 thì chúng ta thấy trên 75 triệu người mắc tiền đái tháo đường. Như vậy rõ ràng cái tiền đái tháo đường ngày càng tăng lên, thì có thể do những cái nguyên nhân về lối sống, về thể trọng vân vân và vân vân, nhưng mà trong đó một trong những yếu tố chính là về cái vấn đề quan tâm đến tiền đái tháo đường và các cái tiêu chuẩn chẩn đoán tiền đái tháo đường. Như vậy tiền đái tháo đường là một cái tình trạng bệnh lý khi nồng độ gluco máu cao hơn bình thường nhưng mà chưa đạt cái tiêu chí chẩn đoán của tiền đái tháo đường. Thì để chẩn đoán tiền đái tháo đường đó, thì nếu chúng ta tính cái đơn vị đường huyết bằng miligam decilit thì tiền đái tháo đường khi mà gluco huyết tương khi đổi từ 100 đến 125 và hạt BA1C từ 5,7 đến 6,4% và nghiệm phạt dung nạp gluco là từ 140 đến 199. Còn nếu chúng ta tính ở trên cái đơn vị là millimol trên lít thì tiền đái tháo đường khi gluco huyết lúc đó là từ 5,6 đến 6,9, hạt BA1C cũng 5,7 đến 6,4 và nghiệm phạt dung nạp gluco từ 7,8 đến 11 millimol trên lít. Chúng ta lưu ý một cái điều là tiền đái tháo đường được Bộ Y tế Việt Nam công nhận mã bệnh với cái mã ICD là R73.0. Thì cái này đối với Việt Nam chúng ta rất là quan trọng. Khi một cái bệnh lý mà có mã ICD thì lúc đó Bộ Y tế và nhà nước mới là thanh toán bảo hiểm cho những cái thuốc mà điều trị bệnh nhân này. Cho nên đến hôm nay thì tiền đái tháo đường đã được cấp mã bệnh ICD. Về cái tình hình mà tiền đái tháo đường trên thế giới đó thì chúng ta thấy năm 2019 đó, thì chúng ta có 374 triệu người và tức ước tính đến 2045 chúng ta sẽ có 548 triệu, có nghĩa là sẽ tăng 47%. Và cứ 1 trong 13 người trưởng thành sẽ mắc cái chứng rối loạn dung nạp glucose và tỷ lệ như vậy là khoảng 7,5%. Dịch tiền đái tháo đường tại Việt Nam thì chúng ta thấy hiện tại năm 2019 chúng ta có khoảng 3,8 triệu người, chiếm 6% ở những người từ độ tuổi từ 20 đến 79. Nhưng mà đến năm 2045 chúng ta sẽ có 7,9 triệu người. Như vậy chúng ta thấy số lượng bệnh nhân tiền đái tháo đường sẽ tăng lên 47% đến năm 2045. Và người ta thấy là 70% bệnh nhân tiền đái tháo đường, 70% sẽ mắc đái tháo đường nếu không điều trị. Và trong đó người ta thấy cái tỷ lệ mà tiền đái tháo đường biến chuyển thành đái tháo đường mỗi năm là 11%, trong vòng 6 5 năm là 15-30% và đến 50% trong vòng 10 năm. Và người ta thấy 70% bệnh nhân tiền đái tháo đường sẽ mắc đái tháo đường nếu không điều trị. Và 71% những cái phụ nữ mà có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì cái tỷ lệ mà tiến triển thành đái tháo đường sẽ cao hơn 71% sau 3 năm.
và những cái người mà mắc cả rối loạn dung nạp glico và rối loạn đường huyết lúc đó sẽ tăng gấp 2 lần nguy cơ biến thành đái tháo đường chỉ trong so với khi mà chúng ta chỉ mắc một trong hai cái triệu chứng trên. Và người ta thấy một điều đáng lưu ý là cái biến chứng mạch máu đã xuất hiện ngay từ cái giai đoạn tiền đái tháo đường thì đã có những biến chứng mạch máu lớn và mạch máu nhỏ. Tăng nguy cơ bệnh tim mạch sơ vừa thì người ta thấy nó đã có ngay từ cái giai đoạn tiền đái tháo đường. Tiền đái tháo đường thì chúng ta thấy cái giai đoạn tiền đái tháo đường pre-diabetic thì ngay cả nếu chúng ta dùng những tiền bệnh lý tim mạch thì nó có xuất hiện rất là sớm khi bắt đầu có đề kháng insulin rồi, với sự tăng cái insulin máu và sự giảm HDL rồi tăng triglycerides, tăng LDL vân vân và kèm với tăng huyết áp. Và sau đó diễn biến cái tình trạng đề kháng insulin đưa đến cái tình trạng sơ vữa động mạch, và sơ vữa động mạch do tình đề kháng và tình trạng tăng đường huyết càng ngày càng tăng lên và đưa đến cái tình trạng sơ vữa động mạch và nó ảnh hưởng lên cả cái biến cố trên mạch máu như là bệnh lý ở võng mạc, bệnh lý ở thận và bệnh lý thần kinh, và từ đó nó đưa đến những cái bệnh lý và cái tỷ lệ tử vong do đái tháo đường. Cái vấn đề kháng insulin và tăng insulin máu làm rối loạn đường huyết, rối loạn lipid máu, cái béo phì, tăng huyết áp và tăng đông, tất cả những cái đó sẽ làm cho tình trạng sơ vữa gia tăng và có thể đưa đến những cái huyết khối và dần đến có thể nhồi máu cơ tim, đột quỵ và gây tử vong sớm. Thì nguy cơ tim mạch người ta thấy là tăng ít nhất 15 năm trước khi mà chúng ta chẩn đoán tiền đái tháo đường, thì chúng ta thấy cái tình trạng atherogenesis nó có rất là sớm ở trong cái giai đoạn đầu, do đó những cái mảnh lipid và sự hoạt hóa các cái monocyte và sự di bào của những cái phần tử cái mạch máu và đưa đến cái rối loạn chức năng nội mô, và sau đó cái diễn biến của tình trạng sơ vữa động mạch sẽ đưa đến cái tình trạng sơ vữa và thuyên tắc bởi các cái mảng sơ rồi sự kết hợp kết tập của tiểu cầu tạo nên các cái cục máu đông và có thể đưa lên vỡ các cái mảng sơ vữa và đưa lên các cái biến chứng. Thì đó là cái quá trình do tăng đường huyết và sự đề kháng insulin. Một cái nghiên cứu tiến triển từ một cái không dung nạp đường huyết thành đái tháo đường với nguy cơ biến cố tim mạch, có thể nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tử vong hoặc là không tử vong. Tổng nghiên cứu với một cái số lượng bệnh nhân không nhiều, chỉ 576 người thôi, nhưng người ta thấy là cái biến cố tim mạch đầu tiên ở những cái trường hợp tiền đái tháo đường mà có tiến triển thành đái tháo đường trong vòng 10 năm đầu theo dõi và tiến triển đái tháo đường trong 12 năm theo dõi có thể cùng tăng. Còn nếu mà không tiến triển đái tháo đường 2 năm theo dõi thì các cái biến cố tim mạch rõ ràng nó thấp hơn với cái màu nâu mà chúng ta thấy trên cái biểu đồ. Nếu chúng ta nhìn vào cái hậu quả của tiền đái tháo đường sẽ làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch, bệnh mạch vành, đột quỵ và tử vong, thì một cái phân tích gộp 53 nghiên cứu tiền cử với cái số lượng là 1.611.000 bệnh nhân và theo dõi trung bình trong 9,5 năm, thì tôi thấy cái rối loạn glico huyết lúc đói, rối loạn dung nạp glico và tăng HbA1c, thì nhìn vào cái chấm xanh tròn thì chúng ta thấy cái biến cố tim mạch nó tăng hơn hẳn khoảng từ 1,13 đến 1,3 các cái biến cố tim mạch khi mà chúng ta có những cái rối loạn kể trên. Ngoài ra cả hai dạng tiền đái tháo đường sẽ làm tăng 18-20% nguy cơ bệnh tim mạch. Nếu rối loạn glico huyết lúc đói thì chúng ta thấy nó tăng toàn thể cả cái so với các cái nghiên cứu thì khoảng 1.18 lần, và đối với rối loạn dung nạp glico thì nó tăng 1.20. Như vậy đó là kết quả của cái phân tích gộp 18 nghiên cứu lâm sàng đánh giá nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân mắc rối loạn dung nạp đường huyết và rối loạn glico huyết lúc đói. Một cái nghiên cứu NurseHealth Study với một cái số lượng bệnh nhân tương đối lớn là 117.629 bệnh nhân từ năm 1976 đến năm 1996. Người ta xem cái tiến trình tiến triển thành đái tháo đường càng nhanh thì nguy cơ tim mạch càng cao. Chúng ta thấy nếu xét về nguy cơ tương đối của nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ đó, thì chúng ta thấy nếu từ cái nhóm mà không mắc đái tháo đường trong nghiên cứu vào cái nhóm từ 15 năm trước, rồi nhóm từ 10 đến 15 năm và dưới 10 năm trước, thì chúng ta thấy nếu những cái tiền đái tháo đường mà chuyển biến thành đái tháo đường càng sớm thì cái nguy cơ đột quỵ tương đối của nhồi máu cơ tim thì nó tăng 3,64 lần.
tỷ lệ mắc bệnh thần kinh ngoại biên và bệnh lý mạch máu cũng tăng lên ở người tiền đái tháo đường. Chúng ta thấy cái tỷ lệ mắc bệnh thần kinh ngoại biên á, nó khoảng 18 lần và tỷ lệ mắc bệnh võng mạc nó khoảng 12,3 lần so với cái người mà không có tiền đái tháo đường. Tương tự như vậy, chúng ta thấy cái biến chứng thần màng do đái tháo đường đã xuất hiện từ cái giai đoạn tiền đái tháo đường. Bệnh thần màng nếu có tính từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4, ở cái bệnh nhân tiền đái tháo đường đã là 11,7%, so với người không có tiền đái tháo đường á, thì chỉ có 11,8%. Như vậy thì cái vấn đề điều trị tiền đái tháo đường có giúp bảo vệ được cái tim mạch hay là không? Thì chúng có thể từ tiền đái tháo đường đến đái tháo đường và gây ra biến chứng. Nếu chúng ta không can thiệp thì chúng có thể cái diễn biến nó đi lên với một cái đường đi lên rất là thẳng, do nó mất chức năng và số lượng tế bào beta và do nồng độ đường và lipid cao và quá trình viêm và stress oxy hóa. Nếu mà chúng ta có bắt đầu thì rõ ràng cái tiến triển của cả cái biến chứng nó trong cái đường nó đi ngang hơn, nó không còn lên một cách thẳng dốc giống như trường hợp chúng ta không điều trị. Nhưng mà khi chúng ta ngưng điều trị thì cái đường xảy ra những biến chứng lại tăng lên. Do vậy chúng ta thấy những cái biến cố nó sẽ giảm khi can thiệp và khi chúng ta giảm được đường huyết, và đặc biệt là hiệu quả này còn kéo dài sau khi ngưng điều trị, người ta gọi là hiệu quả kế thừa. Còn đối với những trường hợp mà đái tháo đường, chúng ta có can thiệp bằng cách thay đổi lối sống hoặc là dùng thuốc hạ đường huyết để chúng ta giữ đường huyết và HbA1c ở trong cái mức bình thường và không ngưng điều trị, thì chúng ta thấy cái tiến triển các cái biến cố tim mạch nó không còn lên một đường thẳng mà nó lại đi ngang, chúng ta thấy bệnh nhân tiền đái tháo đường và đái tháo đường cần phải tầm soát và điều trị bệnh lý tim mạch. Do vậy người ta nên đánh giá thường xuyên về cái microalbumin nhiều để đánh giá chức năng thận. Chức năng thận người ta cũng khuyên là chúng ta nên đo ECG một cách thường xuyên lúc nghỉ để chúng ta đánh giá và tìm hiểu để các cái bệnh tim mạch mà chúng ta nghi ngờ. Đồng thời chúng ta cũng có thể siêu âm tim qua thành ngực, tính cái độ canxi của cái động mạch vành, và chúng ta nên đo BMI có từ sơ vừa của cái động mạch tử thi. Chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong do bệnh lý đái tháo đường sẽ thấp hơn 26% ở cái nhóm mà chúng ta có thay đổi cái lối sống so với nhóm chứng. Điều này được thể hiện qua cái nghiên cứu đa kim, và cái tỷ lệ tử vong trên 100.000 người trên 1.000 người bệnh nhân trong một năm thì rõ ràng nó giảm khi mà chúng ta có can thiệp vào điều trị lối sống. Tương tự như vậy, cái nguy cơ biến cố tim mạch đầu tiên thì nó giảm đến 27% khi chúng ta điều trị cái giai đoạn tiền đái tháo đường, cũng là qua nghiên cứu đa kim. Vì nếu chúng ta mà có kiểm soát thì rõ ràng cái tỷ lệ mắc bệnh tim mạch sẽ thấp hơn so với cái trường hợp mà chúng ta không can thiệp là 51,8%. Tương tự như vậy, cái tỷ lệ điều trị và kiểm soát huyết áp ở nhóm bệnh nhân tiền đái tháo đường thì ngày càng tăng. Nhìn vào cái hình chúng ta thấy, nếu mà chúng ta có điều trị và thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái huyết áp tốt hơn so với những cái bệnh nhân tiền đái tháo đường mà chúng ta không có kiểm soát được. Tương tự như vậy, cái tỷ lệ điều trị và kiểm soát ở cái nhóm bệnh nhân tiền đường ngày càng tăng, thì chúng ta thấy đây là bệnh nhân đái tháo đường mà nếu chúng ta có điều trị và kiểm soát được thì chúng ta cũng giảm được cả cái biến cố ở trên tim mạch. Và tỷ lệ mắc bệnh võng mạc nghiêm trọng ở cái nhóm tiền đái tháo đường mà chúng ta có thay đổi lối sống so với nhóm chứng thì nó sẽ giảm hơn so với cái nhóm mà chúng ta không can thiệp đến 47%. Như vậy thì tiền đái tháo đường có thể trở lại bình thường bằng cách thay đổi lối sống hoặc là chúng ta sử dụng thuốc. Thì các cái hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường trên thế giới đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều cái hướng dẫn và điều trị. Ngay ở Việt Nam chúng ta, Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra một cái khuyến cáo điều trị năm 2020 là chúng ta sẽ sử dụng metformin trên bệnh nhân tiền đái tháo đường thất bại với 3 tháng chúng ta thay đổi lối sống. Và năm nhóm bệnh nhân mà chúng ta chú ý đó là bệnh nhân có BMI lớn 25, 60 tuổi, tiền sử đái tháo đường thai kỳ, rối loạn đường huyết khít đói, rối loạn dung nạp glico và có một trong những yếu tố nguy cơ khác như HbA1c lớn hơn 6, tăng huyết áp, HDL lớn nhỏ hơn 0,9 mmol/L, triglyceride lớn hơn 2,52
và người thân trực hệ mắc đái tháo đường. Đó là những cái khuyến cáo chính của Việt Nam. Và ngay cả Hoa Kỳ thì ADA năm 2021, người ta cũng khuyến cáo là metformin nên được cân nhắc ở người tiền đái tháo đường, đặc biệt là những người có BMI lớn hơn 35 hoặc là dưới 60 tuổi, hoặc là có tiền sử đái tháo đường thai kỳ. Như vậy chúng ta thấy có rất là nhiều khuyến cáo và mỗi nơi có một số ít thay đổi so với những cái quốc gia khác. Còn đối với hướng dẫn điều trị tiền đái tháo đường ở Việt Nam, Bộ Y tế năm 2020 thì như thế nào? Thì định trở lại cái định nghĩa tiền đái tháo đường, đó là những người có glucose giao huyết từ 5,6 đến 6,9 mmol và giải nghiệm phát dung nạp glucose từ 7,8 đến 11 mmol và hạt BA1C từ 5,7 đến 6,4%. Những cái người mà có nguy cơ tiền đái thường thì đó là những người có BMI lớn 23 kèm một trong những cái yếu tố như người thân trực hệ mắc đái tháo đường, tiền sử bệnh tim mạch do xơ vừa, động mạch tăng huyết áp rối loạn lipid và hội chứng buồng trứng đa nang, ít hoạt động thể lực, béo phì. Đặc biệt là bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường thai kỳ và trên 45 tuổi. Đối những cái bệnh nhân này thì chúng ta nên làm xét nghiệm tầm soát 1 đến 3 năm. Và mục tiêu điều trị của chúng ta là phải đưa HbA1c dưới 5,7, giảm 3,3 đến 7% cân nặng, vòng eo ở nữ dưới 80 và nam dưới 90. Cố gắng vận động trên 30 phút một ngày và 5 lần 5 ngày trong một tuần và cố gắng kiểm soát cái nguy cơ tim mạch và bỏ thuốc lá. Như vậy khi mà chúng ta tầm soát mỗi năm thì đối với những cái bệnh nhân BMI lớn hơn 35kg trên mét vuông thì chúng ta có thể phẫu thuật cắt bỏ dạ dày. Điều này chúng ta cần hội chẩn chuyên khoa. Đối với những người BMI lớn 25 và tuổi dưới 60 có tiền sử đái tháo đường thai kỳ, rồi loạn glico huyết lúc đội và rồi loạn dung nạp glico hay có những yếu tố như khác. Mà nếu không có những cái đó thì chúng ta thay đổi lối sống, tập thể dục và giảm cân. Nếu có thì chúng ta nên điều trị metformin với liều khởi điểm là 500mg một ngày và tối đa là 2000mg trong một ngày. Và chúng ta giảm liều hoặc dùng thuốc nếu BMI dưới 23 và HbA1c dưới 5,7. Tất nhiên nếu mà tác dụng phụ nhiều thì chúng ta cũng phải ngưng cái thuốc này. Nếu mà thất bại sau 3 tháng tập thể dục và giảm cân thì chúng ta trở lại điều trị metformin. Và nếu mà kết quả tốt thì chúng ta duy trì lối sống khỏe mạnh để đảm bảo đừng để tiền đái tháo đường biến thành đái tháo đường. Chúng tôi xin đưa đến kết luận, tiền đái tháo đường là một cái bệnh và cần phải điều trị, mà bệnh là E7.0. Người mắc thường tăng đại cái nguy hiểm của tim mạch và một liên quan giữa tiến triển từ tiền đái tháo đường thành đái tháo đường và nguy cơ bệnh lý tim mạch. Chúng ta cần tiền soát cả cái tiền đái tháo đường nên được tiến hành ở những cái đối tượng mà có nguy cơ cao, đặc biệt là những bệnh nhân mà đã có bệnh lý tim mạch. Chúng ta phát hiện và điều trị đái tháo đường sớm ngay từ giai đoạn tiền đái tháo đường sẽ giúp chúng ta làm chậm được cái diễn biến của biến chứng tim mạch. Thay đổi lối sống vẫn là nền tảng, tuy nhiên thất bại cao về tuân thủ và duy trì của bệnh nhân, và metformin là một nhóm thuốc chính được chỉ định điều trị tiền đái tháo đường. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Tôn Thất Minh đã có một cái bài tập trung chủ yếu vô tất cả những cái lý luận diễn biến chẩn đoán và kể cả vấn đề điều trị cái tiền đái tháo đường. Đây là một vấn đề hết sức thời sự bây giờ, trong cái xu hướng của cái việc điều trị những bệnh không lây thì chúng ta có đái tháo đường. Trong đái tháo đường có vấn đề điều trị đái tháo đường đã phát triển, và đồng thời về cái hướng phòng ngừa chúng ta phải chú ý tới vấn đề này, tức là tiền đái tháo đường từ ý thức cho đến chẩn đoán, theo dõi và tất cả các động tác mà chúng ta làm. Rất là cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Tôn Thất Minh. Chúng tôi xin được chuyển sang cái báo cáo viên thứ hai là tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Khánh, trưởng bộ môn nội tiết Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy Khánh sẽ nói về biguanide, tôi biết đọc từ trí nhớ chuyển hóa đến bảo vệ tim mạch. Xin các báo cáo viên giữ đúng 15 phút để cho chúng ta đảm bảo cho các phiên sau nữa. Xin mời thầy Khánh ạ. Dạ em xin kính chào thầy giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Phước. Em xin trân trọng kính chào tiến sĩ bác sĩ Tôn Thất Minh, phó giáo sư Trần Kim Trang. Dạ em xin phép share cái bài lên trên cái màn hình. Share không được nữa.
chương trình ghi là Piquanit nha. Rồi, Metformin, anh hỏi. Vâng, cảm ơn. Dạ em xin phép ạ, có share được cái màn hình lên chưa? Alo. Dạ thấy màn hình chưa? Thấy màn hình rồi, Khánh nói dạ. đi. Dạ. Kính thưa các thầy cô trong chủ tọa đoàn, em xin phép nói về Biganit từ trí nhớ chuyển hóa đến bảo vệ tim mạch. Thì Biganit hay Metformin là một thuốc mà được điều trị đầu tiên ở châu Âu từ năm 1957 và với cái tên Glucophage là mục đích là điều trị đái tháo đường. Thì như chúng ta đã biết rằng cái nghiên cứu đầu tiên nói về cái CVOT của Metformin là nghiên cứu Eucalyptus 34. Trong cái nghiên cứu Eucalyptus 34 này đó, chúng ta chỉ thấy rằng nó sẽ có khoảng 342 bệnh nhân thừa cân hay béo phì và cái nhóm bệnh nhân này được sử dụng Metformin so với nhóm điều trị tiêu chuẩn. Thì có một cái kết quả cho đến hiện tại chúng ta đều thấy rằng Metformin là thuốc đầu tiên làm giảm được 39% tỷ lệ nhồi máu cơ tim cấp, và sự khác biệt này thì có ý nghĩa thống kê. Và như vậy sau cái thời gian điều trị can thiệp thì bắt đầu cái giai đoạn tiếp theo là Eucalyptus 10 năm, tức là theo dõi 10 năm sau khi điều trị can thiệp, tổng cộng là 20 năm. Và cái nhóm mà được điều trị bằng Metformin trước kia vẫn giữ được cái tính bảo vệ tim mạch, tức là cái hiệu ứng kế thừa nó kéo dài thêm 10 năm nữa, tức là cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim cấp vẫn còn giảm, có ý nghĩa thống kê so với nhóm không điều trị với Metformin. Tuy nhiên so với lại cái số lượng mà chúng ta thấy hiện nay trong những cái nghiên cứu của những cái thuốc điều trị đái tháo đường thế hệ mới như là Emparex, Alcomz, Leader, Diclofenac 58 thì chúng ta thấy rằng cái con số 342 nó rất khiêm tốn so với con số từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn bệnh nhân tham gia trong các nghiên cứu CVOT theo đúng cái tiêu chí của FDA đưa ra năm 2008. Từ đó khiến cho cái vai trò của Metformin bắt đầu trở nên thứ yếu sau những cái thành công vang dội của những cái nhóm thuốc đái tháo đường thuộc thế hệ mới. Bây giờ chúng ta trở lại một trong những cái vấn đề vẫn gây ra nhiều tranh cãi giữa bác sĩ tim mạch và bác sĩ nội tiết, đó là Metformin và điều trị suy tim. Thì người ta nhận thấy rằng Metformin trong điều trị suy tim có vẻ như là gia tăng tỷ lệ nhiễm axit lactic bởi vì giảm cái tình trạng tưới máu, tưới oxy glucose ở tại mô, và một khi cái tình trạng này suy giảm thì chắc chắn sẽ giảm, sẽ chuyển hóa tới con đường yếm khí và nồng độ axit lactic sẽ tăng, khiến cho cái tỷ lệ nhiễm axit lactic liên quan đến việc sử dụng Metformin gia tăng trên những cái bệnh nhân có suy tim. Và ngày nay người ta thấy rằng bắt đầu có nhiều cái nghiên cứu để chứng tỏ rằng trên những cái bệnh nhân suy tim và đặc biệt là bệnh nhân suy tim ổn định đó, thì cái việc làm sử dụng Metformin không làm gia tăng nguy cơ nhiễm axit lactic. Như vậy thì đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng cái việc sử dụng Metformin ít nhất trong cái nghiên cứu này cho thấy về nguy cơ tim mạch sự khác biệt không có nghĩa thống kê so với nhóm chính, tức là nó cắt qua đường số 1. Tương tự như vậy, trong một cái nghiên cứu phân tích gộp bao gồm 16 nghiên cứu và trên 1.160.000 bệnh nhân, trong đó có 700.000 bệnh nhân sử dụng Metformin, chúng ta coi cái nguy cơ tim mạch như thế nào so với lại cái nhóm không sử dụng Metformin. Thì so với cái nhóm không sử dụng Metformin thì cái nhóm sử dụng Metformin giảm được tới 56% tử suất tim mạch. Và như vậy đó, tần suất xuất hiện bệnh lý tim mạch mới giảm được 43%, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Trên những cái cơ địa là những cái bệnh nhân đã có bệnh mạch vành mạng, người ta cũng thực hiện một cái phân tích gộp để xem là cái việc sử dụng Metformin có gây ra các nguy cơ cho những bệnh nhân có bệnh mạch vành mạng hay không. Thì cái nghiên cứu này cũng cho thấy rằng cái việc mà Metformin đó sử dụng trên những bệnh nhân có bệnh mạch vành mạng đó, trên cái tần suất tử vong chung do mọi nguyên nhân làm giảm được 23% tử suất do mọi nguyên nhân, trên tử suất tim mạch thì giảm được 18% tử suất tim mạch, và sự khác biệt này có nghĩa thống kê. Trong cái nhóm mà tử suất chung đó, bệnh nhân người ta tách ra là bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì giảm 21% tỷ lệ nhồi máu cơ tim tử vong và giảm được 16% bệnh nhân suy tim tử vong, và đây là hoàn toàn những cái giá trị này đều có nghĩa thống kê. Và như vậy chúng ta thấy rằng khi mà tần suất tim mạch xuất hiện đó thì chúng ta cũng thấy có một sự giảm đáng kể được 23% tất cả những cái biến cố tim mạch xảy ra trong cái nhóm bệnh nhân xài Metformin so với cái nhóm bệnh nhân không sử dụng Metformin. Gần đây nhất một cái nghiên cứu năm 2020 sử dụng Metformin trong những cái điều trị suy tim mà có cái phân suất tống máu được bảo tồn hay còn gọi là suy tim tam trương đó, thì đây cũng là một cái dạng tổng quan và người ta phân tích gộp để xem là liệu cái việc mà sử dụng Metformin có làm lợi cho những cái bệnh nhân suy tim tam trương hay không. Chúng ta biết
Hiện nay cái nghiên cứu EMBARC Reserve đó, trên những cái bệnh nhân mà có suy tim mà có phân số đóng máu bảo tồn cho thấy empagliflozin điều trị tốt trên những cái bệnh nhân có suy tim mà có phân số đóng máu bảo tồn, thì cái nghiên cứu này nó không phải là cái dạng RCT như là cái nghiên cứu EMBARC Reserve, nhưng mà đây là một cái nghiên cứu dạng systemic review và phân tích gộp cho thấy rằng trên những bệnh nhân suy tim tâm trương mà có sử dụng metformin thì làm giảm 18% nguy cơ tử vong cho những cái bệnh nhân suy tim mà có phân suất tống máu được bảo tồn. Em xin nói qua những cái nghiên cứu tính chất đời thường, tức là real world study, để điều trị những cái bệnh nhân đái tháo đường hoặc là không đái tháo đường giữa cái nhóm có metformin và không metformin đơn trị liên quan đến tử vong và suy tim. Thì rõ ràng trong cái phân nhánh mà bệnh nhân có đái tháo đường thì người ta lại thấy rằng trong cái nhóm mà bệnh nhân có sử dụng metformin đó, thì như vậy chúng ta thấy tử suất chung, tử suất tim mạch đều giảm so với nhóm không điều trị bằng metformin đơn trị. Tương tự như vậy, tỷ lệ suy tim và tỷ lệ suy tim phải nhập viện trong cái nhóm bệnh nhân điều trị bằng metformin đều giảm hơn so với nhóm điều trị không điều trị metformin, và sự khác biệt này chúng ta cũng thấy đủ có nghĩa thống kê. Và khi mà người ta bắt đầu làm những cái nghiên cứu nhóm nhỏ giữa những cái nhóm liên quan đến độ tuổi nè, liên quan đến giới nè, thì chúng ta thấy rằng độ tuổi thì cả những cái bệnh nhân nào người ta chia độ tuổi dưới 65 và độ tuổi trên 65 thì không có cái vấn đề gì, metformin vẫn có ý nghĩa ở bất kỳ độ tuổi dưới 65 hay trên 65, nam nữ thì có giá trị như nhau, tức là chúng ta vẫn có thể sử dụng trên những cái bệnh nhân suy tim tâm trương có phân suất tấm máu bảo tồn giữa nam và nữ đều tốt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu như bệnh nhân có tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid thì người ta lại thấy rằng những cái bệnh nhân nào mà không có cái tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid có vẻ như là người ta điều trị bằng metformin thì giảm cái tỷ lệ bệnh nhân bị suy tim tâm trương tốt hơn. Tương tự như vậy, trên những bệnh nhân có tăng huyết áp á, nếu mà điều trị trên những bệnh nhân đái tháo đường có kèm theo tăng huyết áp thì cái việc mà giảm tỷ lệ suy tim tâm trương tốt hơn. Nếu bệnh nhân có bệnh mạch vành thì chúng ta thấy rằng có hay không có thì điều trị làm giảm tỷ lệ suy tim tâm trương đều tương tự như nhau, và sự khác biệt này chắc chắn có nghĩa thống kê. Và những cái bệnh nhân đột quỵ thì đều được như vậy, thì chứng tỏ rằng trên một cái phổ rất rộng, những cái đối tượng bệnh nhân có những cái biểu hiện lâm sàng khác nhau đó, thì cái vai trò của metformin trong việc điều trị suy tim vẫn có hiệu quả qua các nghiên cứu đời thường, đó là đứng về phương diện tử vong và tử vong do nguyên nhân tim mạch. Và người ta cũng so sánh luôn metformin và giữa các nhóm thuốc mới thì sao. Như vậy chúng ta thấy rằng trong tất cả các nghiên cứu, ví dụ nghiên cứu Examine, nghiên cứu Savertimin, nghiên cứu EMBARC, rồi nghiên cứu Decleatinin 58, tức là những cái nghiên cứu mà người ta so sánh cái việc sử dụng một cái thuốc có hoạt chất so sánh trên một cái thuốc, trên một cái nhóm bệnh nhân mà có sử dụng một cái điều trị tiêu chuẩn đó, thì trong cái điều trị tiêu chuẩn nó chắc chắn có metformin, thì giữa cái nhóm mà có sử dụng metformin trong điều trị tiêu chuẩn và một cái nhóm mà không sử dụng metformin trong điều trị tiêu chuẩn đó, thì sở dĩ cái việc mà những cái nhóm thuốc mới có kết quả tốt về tim mạch, giảm tỷ lệ tử vong chung, giảm tỷ lệ tử vong tim mạch, giảm tỷ lệ bệnh nhân nhập viện suy tim đó, chủ yếu là trên những cái bệnh nhân đã được điều trị chuẩn với metformin trước cộng thêm cái thuốc mà người ta so sánh hoạt chất. Và nếu như cái nhóm mà bệnh nhân không có điều trị metformin đó, thì cái sự khác biệt này nó không có cao. Và như vậy điều này chứng tỏ rằng metformin có thể như là xem là một cái thuốc nền tảng, từ đó mình có thể sử dụng những cái thuốc thế hệ mới để làm gia tăng cái hiệu quả về bảo vệ tim mạch cho những cái thuốc thế hệ mới qua những cái nghiên cứu mà chúng ta đã thấy. Và đây là một cái slide cho chúng ta thấy rằng hiện nay đó, cái vai trò của metformin đó thì người ta được đưa ra rất nhiều. Và đây là những cái vai trò mà có tính chất tương tác với những cái thuốc mà hiện nay được xem như là có tính chất bảo vệ tim mạch rất cao, bảo vệ thận rất cao, như là ức chế kênh đồng vận thụ thể SGLT2 hoặc là đồng vận thụ thể SGLT1 trên tất cả những cái biểu hiện tim mạch. Ví dụ như là chúng ta thấy đơn cử ở đây là tình trạng suy tim, đây là tình trạng loạn nhịp nè, tăng sơ hóa của tế bào cơ tim nè, giảm sự thu nhận glucose của cơ tim nè, rồi tăng lắng động lipid ở cơ tim nè, giảm cái quá trình tự tiêu hủy của tế bào cơ tim, rồi tăng cái quá trình xơ cứng của tế bào cơ tim sau khi bị tổn thương nhồi máu, tăng cái quá trình viêm và tăng cái quá trình chết theo chương trình.
của tế bào cơ tim thì chúng ta thấy đây là tất cả đây là một loạt tất cả những cái biến đổi mô học của cơ tim sau khi mà có một cái biến cố tim mạch xảy ra. Thì như vậy chúng ta có thể xem đối với việc giảm chức năng của tim thì sao? SGLT2 gia tăng trở lại, đồng vận thụ thể SGLT1 gia tăng trở lại. Đối với nguy cơ loạn nhịp, chúng ta thấy metformin làm giảm nguy cơ loạn nhịp tương tự như là ức chế kênh SGLT2 và đồng vận thụ thể SGLT1. Đối với tăng quá trình xơ hóa của cơ tim, metformin làm giảm tương tự như là những nhóm thuốc mới. Đối với cái việc mà giảm cái tình trạng tiêu thụ glucose của cơ tim thì chúng ta thấy metformin làm tăng tiêu thụ glucose của cơ tim và nó tương tác tốt với lại ức chế kênh đồng vận thụ thể SGLT2. Đối với quá trình tăng cái lắng động lipid thì metformin lại tương tác tốt với lại GNP1. Và đối với quá trình tự tiêu hủy của tế bào cơ tim thì metformin sẽ làm giảm cái quá trình này tương tự như là GNP1. Và chúng ta đã có thấy là đối với quá trình xơ vữa của cơ tim đó thì metformin không có tác động đến quá trình xơ vữa của cơ tim. Tuy nhiên trong cái quá trình giảm viêm đó thì metformin và GNP1 lại có cái quá trình giảm viêm tốt hơn, tăng cái quá trình chúng ta thấy là tự chết theo chương trình của tế bào cơ tim. Thì ba cái thuốc là metformin, SGLT2 và GNP1 đồng vận đó làm giảm tốt hơn. Do đó tùy theo cái tính chất mà chúng ta có thể kết hợp, tùy theo cái tổn thương của tế bào cơ tim để sử dụng những cái thuốc mới kết hợp trên nền tảng bệnh nhân đã được sử dụng metformin và tối ưu hóa việc sử dụng metformin đó. Thì đây là cái vị trí của metformin nó xảy ra xuyên suốt trong một cái quá trình điều trị bệnh nhân đái tháo đường để bảo vệ bệnh lý tim mạch, từ ở chỗ là bệnh nhân phòng ngừa nguyên phát trên những cái bệnh nhân mà không có yếu tố nguy cơ cao tim mạch, đến phòng ngừa nguyên phát trên những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao tim mạch, và cuối cùng trên những bệnh nhân đã có bệnh lý tim mạch do sơ vữa đã được chẩn đoán, kể cả bệnh lý thận mạng. Thì chúng ta cũng thấy trừ khi chống chỉ định metformin khi mà độ thanh lọc cầu thận ước tính nhỏ hơn hay bằng 30 ml trên một phút trên 1,73 mét vuông da thì chúng ta thấy lúc đó thì chống chỉ định tuyệt đối metformin và sử dụng metformin ngay từ đầu tiên đều có lợi cho bệnh nhân đái tháo đường. Và trên cái nền tảng đó chúng ta thêm những cái nhóm thuốc đã được chứng minh qua những nghiên cứu lớn CVOT làm giảm nguy cơ tim mạch, giảm tử vong tim mạch và giảm nguy cơ bệnh nhân phải nhập viện vì suy tim. Thì như vậy, mặc dù không có những CVT theo đúng cái định nghĩa về tiêu chí của FDA đưa ra năm 2008, metformin vẫn cho thấy khả năng bảo vệ tim mạch qua những cái nghiên cứu gọi là systematic review và meta-analysis, tức là những phân tích gộp, và những cái phân tích gọi là real world data, tức là những phân tích dựa trên đời thường. Metformin hiệu quả trên bệnh nhân có bệnh mạch vành mạng, làm giảm nguy cơ tim mạch và giảm tử suất trên bệnh nhân suy tim tâm trương. Trong các khuyến cáo cập nhật nhất về phía nội tiết đó thì metformin vẫn là thuốc lựa chọn hàng thứ nhất trên bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ tim mạch suy tim và bệnh tim mạch do xơ vữa. Phần trình bày của em đến đây là xin hết. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và quý đồng nghiệp đã lắng nghe. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Khánh của môn nội tiết đã có một bài rất là hay. Tôi rất ủng hộ cái bài của thầy Khánh, là vì cái metformin cho dù thế nào đi nữa bây giờ không phải là có mới nới cũ đâu, nó là điều trị nền. Nhưng mà gần đây thì cái SGLT2 khi đưa ra đó, và có nhiều người người ta đã bắt đầu tới đó là có khi nó là fork of choice rồi, khi có yếu tố nguy cơ. Nhưng tôi nghĩ rằng nó phải là một điều trị nền, rồi sau đó chúng ta thêm những cái thứ kia vào. Và với những cái dữ liệu cho biết rằng nó vẫn có rất có lợi trong giai đoạn đầu khi nó có chưa có những cái chuyện gì khác, vấn đề thận, vấn đề này kia, nó rất dễ. Và cái điều quan trọng đó, đó chính là cái thuốc này là available, tức là gọi là rất dễ mua, rẻ tiền, và có lẽ thời gian của nó khi xuất hiện cho tới bây giờ cũng là một cái sự an toàn cho tới bây giờ. Rất nhiều cũng giống như aspirin hoặc rất nhiều thứ mà nó cái thời gian nó dùng rất là lâu, cho nên cái độ an toàn nó có.